Xin kính chào bà con. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi có lời chào chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Em ơi, em ơi, kính chào đảng ủy ơi, chính quyền phòng ban tổ chức ơi, tuyên truyền dân ca. Hôm nay có mặt ơi nơi này lũng tùng là hội ơi, tài nùng quê ta. Rất may được gặp ơi mái hoa lần đầu xuân, xin chúc ơi mọi người gần xa tiếng lượn tiếng hát ơi giáo ca. Lúc này cuối cùng xin chúc ơi người thầy quê ta Bắc Nam xuống một bà ơi, một nhà làm ăn phát đạt ơi, cũng là từ đây ơi em ơi. Xuân về hoa nở bốn phương, mọi người đón nhận ơi lời thương, lời chào mùa xuân năm mới ơi ngọt ngào lắm thay. Bà con su mọp mà ơi tháng này chúng vui sống khỏe ơi mỗi ngày thêm vui.
ngọt à ơi, mọi an ơi. Đó là tiếng hát ơi, anh thời à chúc cho cũng may số phận à ơi đắn đo. Về đây chào hỏi ơi lời à ca quê mình. À, cuối cùng à, xin chúc ơi thật là tình à, bà con làm ăn tiến tới ơi mỗi ngày à, sống vui sống khỏe ơi tháng ngày à, không lo ơi em ơi. Đầu xuân chờ hội ơi xuống đồng, đó là bản sắc ơi tài nùng chúng ta. Vẫn nghề gìn giữ ơi đời cha vẫn còn, dù rằng về các ơi núi non vào đây lập chỗ nước non nơi này bây giờ được sống ơi ở đây cùng nhau sống khỏe ơi tràn đầy yêu thương. Gửi lời xin chúc ơi khách phương mời người tình phương ơi muôn đời vinh hoa ơi anh ơi.